Trang Radio xin kính chào toàn thể quý vị các bạn quay trở lại với Audio Karaoke trên toàn quốc. Hôm nay là một cái ngày chuẩn bị kết thúc một năm cũ đã qua, một năm 2019 với rất nhiều tình cảm dạt dào toàn thể quý vị các bạn quay trở lại trên toàn quốc đã dành cho Xin Trang Radio. Và lời đầu tiên cho phép Xin Trang Radio xin gửi lời chào cảm ơn và kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị các bạn quay trở lại và con thân bác trên toàn quốc trong suốt thời gian qua đã ủng hộ rất nhiều các cái tình cảm với Xin Trang Radio. Hát karaoke với một cái cấu hình rất chi là tuyệt vời. Quý các bạn thân mến, thì như các bạn đã theo dõi thì ở bên dưới cùng là hai cặp loa của hãng JBL, hai cặp loa rất chi là nổi tiếng với cái model là Phi Giới 112M, một trong những cái model cực kỳ hay của JBL với cái thiết kế rất chi là nhỏ gọn và cái chất âm rất chi là tuyệt vời cho cả nghe và hát karaoke. Loa được bán như thế với cái cấu hình phi hai đường tiếng là 1W30 và một tép kèm công suất 500W và chạm tán 8V, quánh cho mọi không gian nghe và hát karaoke, mọi thể nhạc rất chi là tuyệt vời. Toàn bộ loa hiện đang có mặt tại chính trang ở đây là còn rất chi là đẹp, phiên bản thứ hai đẹp tới 98% quý các bạn nhé, rất chi là tuyệt vời cho nghe tất cả các loại nhạc và hát karaoke. Và để phối ghép cho hai cặp loa này, em sử dụng con Sony răng vua với model PA506L, một trong những model rất chi là hot, rất chi nổi tiếng của Hàn Quốc. Có thể nói đây là cái model hot nhất và hay nhất của Omni răng vua, bởi vì là chiếc Omni này thì hãng thiết kế sử dụng cho hai cặp loa, chỉnh bốn loa riêng biệt rất chi là ok và sử dụng cái phần mềm echo, cái phần chỉnh echo rất chi là tuyệt vời. Quý các bạn, quý chị em là ai cũng có thể sử dụng được với cái công suất là 1080W đánh cho hai cặp loa và cái phần echo rất chi là dễ chỉnh, rất hay, mộc mạc nhưng rất chi là tuyệt vời. Độ bền thì quý các bạn yên tâm là nó đi vượt thời gian rồi. Và để phối ghép cho cái bộ nghe nhạc và karaoke này nó hay hơn nữa thì em phối ghép thêm một chiếc equalizer cũng của hãng Thân Vua với model là EQ180, một trong những cái model equalizer rất chi là đẹp và có một cái chất âm rất chi là hay và rất dễ chỉnh. Phối ghép quý các bạn yên tâm rằng là nếu như mà cái bộ phối ghép mà nó đồng bộ của hãng thì là không chỉ đẹp mà còn rất hay. Và để thuận tiện cho cái phần hát karaoke của quý các bạn quý anh chị em thì em phối ghép một chiếc mic hàng của hãng Shure full sound với model UR9S, một trong những cái model mic rất chi là hay và thu âm đều ba giải bass trung tép, chống rít chống rú cực kỳ tốt. Hàng này thì quý các bạn quý anh chị em yên tâm bởi vì là nó là hàng chính hãng loại một, cho nên là quý các bạn tiếp tục sử dụng nghe và hát karaoke quá tuyệt vời. Và để sở hữu cái bộ gồm có hai cặp loa JBL JX112M này và chiếc Omni 506L với cùng với chiếc EQI của hãng Jambua với model là EQ180 và chiếc mic Shure UR9S này, thì quý các bạn quý anh chị em liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Xin Trang ở đây, địa chỉ có 38 Cẩm Lương, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo yêu cầu, bảo đảm toàn bộ cái sản phẩm chất lượng của em hay phối ghép và giới thiệu với toàn thể quý vị với trên toàn quốc là còn rất chi là đẹp và phiên bản từ A đến Z, sử dụng phối ghép nghe nhạc hát karaoke thì quá tuyệt vời luôn. Và sau đây em xin test thử một đoạn karaoke để quý vị các bạn của anh chị em tiện theo dõi về biết về cái chất âm của cái chọn bộ sản phẩm Xin Trang Audio phối ghép hôm nay. Xin mời quý vị các bạn của anh chị em cùng theo dõi. Em phối ghép rất chi là đơn giản thôi nhé, với một cái chiếc mic Shure hàng không dây và hát vào cái chiếc Omni răng vua của Hàn Quốc, rất chi là mộc mạc nhưng cái chất âm thì rất chi là hay, rất mộc. Và em toàn bộ em test em đứng trước loa luôn nhé. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi ra đi một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay, gió mây bay qua đời con như gió như mây bay qua thời gian.
là tuyệt vời luôn. Quý vị các bạn thân mến, thì vừa rồi thì Trinh Trang Already cũng đã test và giới thiệu với toàn thể quý vị các bạn của anh chị em trên toàn quốc là chọn bộ âm thanh vừa sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke, chơi mọi không gian, chơi mọi thể loại nhạc. Rất chi là đẹp, rất chi là tuyệt vời. Loa thì là được sản xuất tại Mỹ và âm ni được sản xuất tại Hàn. Và equalizer cũng của Hàn Quốc vào chiếc mic không dây thì là hàng full shop nhập khẩu chính hãng. Còn bộ âm thanh này thì quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu với cái bộ âm thanh vừa nghe nhạc hát karaoke rất đẹp và rất hay này thì xin liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang Holiday, địa chỉ Block 38, Cẩm Ơn Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0967675789. Em nhận ship hàng toàn quốc theo cầu, bảo đảm toàn bộ âm thanh. Hôm nay em test giới thiệu với quý vị các bạn quanh trên toàn quốc là còn rất là đẹp và phiên bản thời gian test. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị các bạn quanh chị em trên toàn quốc vào các video clip giới thiệu về tất cả sản phẩm nghe nhạc và karaoke gần đây nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.